Cá tai tượng chiên tương là món ăn phù hợp với nhiều gia đình. Cá tai tượng có vị ngọt nhẹ tự nhiên, kết hợp với mùi thơm đặc trưng của tương thì cực kỳ bén cơm. Món ăn này sẽ là gợi ý mà đầu bếp Hoàng Xin và Hoa hậu Mai Phương gửi đến quý vị khán giả để giúp cho những bữa cơm gia đình thêm phong phú. Mời quý vị đón xem Hành Trình Hương Vị được phát sóng vào lúc 19:40 Chủ nhật ngày 7 tháng 4 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.